Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Mai Vàng miền Bắc 123. Trong video hôm nay ngày mùng 10 tháng 8 âm lịch thì em chia sẻ tới quý vị cái các biện pháp để mà thúc nụ cho cây mai vàng miền Bắc. Đấy, hôm nay đã là mùng 10 tháng 8 rồi các bác. Cũng chỉ còn 2 tuần nữa là chúng ta 20 ngày nữa là chúng ta hết tháng 8 thôi, là sang tháng 9 thôi. Đấy, sang tháng 9 là xe lạnh rồi, là cây mai nó phát triển rất là chậm, đặc biệt là nụ cây mai phát triển rất là chậm. Đấy, cho nên là các bác cần phải thúc đẩy cái quá trình tạo nụ trong tháng 8 này. Nếu bác nào mà nụ mai vẫn còn bé, đấy, vườn em thì tạo nụ, bón phân tạo nụ và dùng các biện pháp từ tháng 6 cơ. Thì lúc đó thì các bác, một số bác vẫn bảo là vẫn còn sớm quá. Thì theo quan điểm của em thì chúng ta nụ của mai vàng miền Bắc mà chúng ta nó to thì chúng ta có thể giảm phân rồi để cách chăm sóc được, chứ bây giờ mà nó bé mà chúng ta ép phân thuốc nhiều quá nó không tốt các bác nhá. Nó hại cho cây mai, sau quá trình nở hoa nó hại cho cây mai. Đấy, cây mai miền Bắc thì thua thiệt so với cây mai miền Nam khoảng tầm 4 tháng các bác ạ. Mất 4 đến 5 tháng. Đấy, nếu mà so với tuổi để mà tạo nụ, so với độ già tay cành thì chúng ta miền Bắc là mất khoảng tầm 4-5 tháng là kém so với cây mai miền Nam. Mất 3 tháng đầu năm để cây mai bật chồi bật mầm, sang tháng 4 bật chồi bật mầm. Và mất 2-3 tháng cuối năm là cây mai bị rét, là nó phát triển cực kém luôn. Đấy, cho nên là chúng ta thua thiệt khoảng tầm 4 đến trên dưới 4 tháng. Đấy, cho nên là bình thường cây mai miền Nam đến tầm này là nụ nó đã khá khá rồi. Kể cả không tạo nụ thì nó cũng khá khá to rồi. Nhưng cây mai miền Bắc thì đến tầm này tay cành nó vẫn còn rất là non, bởi vì tháng 4 bật mầm. Thế chính vì vậy chúng ta phải dùng cái biện pháp để mà kích thích cho nó nhanh kịp, về cái mai nào nó ưa cái xứ nóng hơn, nhiệt độ cao. Còn miền Bắc là nó rét các bác, đầu năm rét nó không bật mầm được. Đấy, thì em sẽ chia sẻ các bác là những tầm này mà các bác nào mà nụ vẫn còn rất là bé hoặc chưa có nụ kim, đấy, rất bé hoặc chưa có nụ kim, thì các bác cần thực hiện các biện pháp, tham khảo các biện pháp của em chia sẻ đây nhé. Nếu mà thấy hay thì các bác có thể áp dụng theo. Cái thứ nhất là biện pháp thứ nhất là biện pháp cắt chặn đọt các bác ạ. Cắt chặn đọt. Đây, như cây mai này của em là em cũng không có thời gian cắt này các bác này. Không có thời gian cắt chặn đọt, cái đọt nó quá dài luôn. Đấy, việc để cái đọt nó quá dài như này, đúng không? Thừa ra ngoài form của nó khoảng tầm 20 phân đến hơn 20 phân như này. Đấy là cây mai nó chỉ dành dinh dưỡng, đa số dành dinh dưỡng là để nuôi cái đoạn đầu đọt non ngoài này thôi. Đấy, thì quá trình tạo nụ sẽ kém. Chính vậy chúng ta phải cắt bỏ cái, chặn bỏ cái đọt non này đi. Đấy, chặn bỏ đọt non này các bác nhé, để cây mai nó dồn dinh dưỡng nên để chỉ nuôi cái nụ bên trong mà thôi, nó không phải nuôi nụ bên ngoài nữa, nuôi tay cành bên ngoài nữa và những nụ non bên ngoài nữa. Đấy, biện pháp đầu tiên là chúng ta phải cắt chặn đọt. Đấy, cắt chặn đọt. Biện pháp thứ hai là các bác tưới nước, là các bác tưới vào buổi sáng cho em, chứ các bác đừng tưới vào buổi tối nhé. Bây giờ sang mùa thu rồi, nếu chúng ta tưới nước buổi tối thì rễ cây mai, bộ đế của cây mai sẽ bị lạnh toàn thân. Đấy, thì quá trình phát triển của cây cũng như quá trình phát triển của nụ cũng sẽ kém các bác nhé. Cho nên chúng ta tưới nước vào buổi sáng cho em. Đấy, hạn chế tưới nước vào buổi tối. Đó, tưới nước buổi sáng các bác nhá, thì trưa nắng thì nó sẽ khô và đêm nó sẽ khô, cái nước đó nó sẽ tốt. Thế còn các bác tưới nước buổi tối là nó lạnh, dễ lạnh chân, lạnh tay cành, là quá trình tạo nụ sẽ kém. Đấy là biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ ba chúng ta mới dùng phân thuốc tác động. Đấy, chúng ta phải kết hợp cả đông tây y như vậy thì nó mới hiệu quả các bác ạ. Chứ còn nếu mà các bác mà chỉ có phun thuốc không mà lạm dụng thuốc quá thì có khi là nó hại cho cây mai nhá. Đúng ra thì cây mai của nó thì không cần phân thuốc thì nó vẫn có nụ bình thường, nhưng mà nụ nó miền Bắc cái thời gian nó ngắn như vậy. Đấy, đầu năm thì rét, cuối năm cũng rét, nó ngắn như vậy cho nên nụ mai rất là non. Đấy, nụ mai rất là non cho nên chúng ta cần phải tác động phân thuốc. Đấy, thì để mà tạo nụ và nuôi nụ nhanh lớn hiệu quả ấy, thì các bác dùng cái lân 10-60 cho em. Lân 10-60, 10-60-10. Các bác phun bây giờ tầm này rồi, các bác phải phun rồi. Chứ còn chúng ta tưới là không hiệu quả nữa các bác nhé. Bình thường là tưới thì nó cũng có hiệu quả, nhưng mà không bằng phun được. Thì các bác dùng cái lân 10-60 phun cho em.
cắt chặn đọt xong thì phun nhé. Phun lên 10-60, tầm 15 ngày thì chúng ta phun một lần, và chúng ta phun vào buổi chiều tối mát. Đấy, 15 ngày phun một lần các bác ạ. Liều lượng dùng là 1 gram trên 1 lít nước. Đấy, 15 ngày phun một lần, và chúng ta phun tầm 4 lần như vậy thì nó sẽ có hiệu quả các bác nhé. Và bên dưới thì các bác tưới cho em cái phân NPK 040, tức là hàm lượng ở dưới thì tưới 040, tức là hàm lượng lân cao và kali cao. Mục đích tưới hàm lượng lân cao và kali cao, lân để thúc nụ, thế còn kali cao để mà nó bộ lá nó nhanh vàng nhanh già. Chứ còn bộ lá mà nó cứ lon như này các bác, bộ lá mà nó cứ lon như này thì tức là cây nó vẫn phải dồn dinh dưỡng để nuôi. Thế khi mà chúng ta bón hàm lượng kali cao vào thì lá nó sẽ nhanh vàng nhanh già các bác nhé. Thì dinh dưỡng nó sẽ không phải nuôi cái lá vàng lá già đó nữa. Khi đó dinh dưỡng của cây nó dồn lên chỉ nuôi nụ thôi. Đấy, thì mục đích là chúng ta phải làm cho cái bộ tàn, bộ dàn lá này nó nhanh vàng nhanh già. Đây, trên lá tay cành các bác cắt chặn đọt xong thì các bác phun cho em cái lân 10-60 này. 10-60-10 các bác nhé. Tức là lân cực cao này, 60 lân này. Đây là lân tạo mầm hoa cực mạnh các bác. Lân tạo mầm hoa cực mạnh, vừa tạo mầm hoa vừa nuôi mầm hoa nhanh lớn các bác. Đó, cái này thì dùng 1 gram trên 1 lít, 1 gram trên 1 lít để phun lên lá. Tưới gốc cũng được, phun cũng được, nhưng mà tưới không hiệu quả bằng phun các bác nhá. Tầm này các bác mà nụ còn quá bé hoặc là chưa có nụ thì nó muộn rồi, thì các bác phải phun, phun sẽ hiệu quả hơn. Cái tầm 12 ngày đến 15 ngày các bác phun một lần cho em. Đấy, phun buổi chiều tối mát. Thế còn bên dưới gốc thì các bác có thể dùng cái 040 này. Đấy, 040-40, tức hàm lượng lân cao và kali cao. Lân cao để mà cũng tạo nụ, còn kali cao để mà giúp lá nó nhanh vàng già. Đấy, cũng tầm 12 đến 15 ngày các bác tưới một lần. Cái loại này tưới thì các bác có thể dùng 1,5 đến 2 gram trên 1 lít. Thế còn nếu mà phun thì dùng 1 gram các bác nhé. Đấy, thì vườn em thì thường tưới cái 040 này kết hợp với phân hữu cơ. Đấy, vườn em thì đi phân hữu cơ rất là nhiều. Phân hữu cơ này cũng là phân tạo nụ các bác nhé. Phân tạo nụ và nuôi nụ nhanh lớn, hai cái loại này kết hợp với nhau. Phân này rất là nhẹ cho nên hai loại này kết hợp với nhau thoải mái các bác nhé. Đấy, thì đây là phân hữu cơ giúp đất nó tơi xốp, thông thoáng cho cây nó khỏe mạnh và cũng thúc đẩy quá trình tạo nụ tốt. Đấy, thì các bác có thể tham khảo cái cách làm của vườn em. Nếu mà thấy hay thì các bác có thể áp dụng theo nhé. Thì em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tiếp sau.